Thưa quý vị, trong những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Trong chuyên đề đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới ở Cầu Kè. Đến xã Phong Phú, huyện Cầu Kè trong những ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, chúng tôi cảm nhận được luồng gió mới của địa phương vừa được công nhận xã nông thôn mới với những con đường qua đầy màu sắc. Và có được diện mạo mới này là có nỗ lực của các quỹ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương. Đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp sức người, ngày công lao động để đưa xã Phong Phú về đích trong xây dựng nông thôn mới. Để công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về xây dựng nông thôn mới, với các nội dung chủ yếu như về tiêu chuẩn ấp hộ nông thôn mới, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để nhân dân hiểu rõ và đồng tình triển khai thực hiện. Nổi bật trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã Phong Phú đã vận động nhân dân tham gia xây dựng được hàng trăm trụ đèn đường theo dọc các tuyến quốc lộ, hương lộ với chiều dài trên 13 km và gần 4 km tuyến đường qua cùng với hệ thống cây xanh tự nhiên dọc hai bên tuyến đường hương lộ liên xã, và có trên 76% hộ dân ở địa phương tham gia thực hiện cải tạo chỉnh trang hàng rào, cảnh quan xanh sạch đẹp. Nhằm mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các cơ quan thành viên Mặt trận Tổ quốc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Theo đó, việc lấy ý kiến người dân được tiến hành công khai, dân chủ và được Ban công tác Mặt trận ấp khóm cùng các ban ngành đoàn thể đến từng hộ gia đình phát biểu, hướng dẫn để người dân nghiên cứu 19 nội dung câu hỏi để trả lời. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, các xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung của phiếu đánh giá trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được và thực hiện. Đối với gia đình thì tôi cũng như là lên cái nông thôn mới này, tôi đặc điểm mà thích 100%, như là mấy ông vận động đa số là sinh viên bà con dân tộc của thị tôi cũng mừng. Thì mình được như vậy là thì nông thôn mình xanh sạch đẹp, thống nhất 100%, mấy ông cũng vận động mình cũng đi theo mà không có thắc mắc gì. Rồi mấy anh mấy chú cán bộ lại lấy ý kiến là tôi thấy hài lòng lắm, và trong đó là thấy mà cho biết học nghề nè, tôi được cái nghề học nghề gì, được mình làm có tiền vô chút ít gì cũng đỡ, tại vì như tụi tôi cũng già rồi, đâu đi ra làm ngoài được đâu. Rồi trong nhà mình có nghề chút định đi làm. Giờ mình gành gũi, mình làm gì cũng được. Xã mình hồi lên nông thôn mới là tôi thấy được lắm. Tại vì có làm đường lộ, rồi có bóng điện, bằng đêm có bóng điện sáng, rồi có cái cầu, dạ như... điện đường vô sâu cũng có đường đan nữa, dạ thấy cũng được lắm, dạ làm đua cũng có thuận lợi, tại mình có đường lộ đi nơi dễ, như đi ngoài ruộng cũng có đường lộ, có đường đan đi cũng dễ nữa, rồi có kinh nữa, đường kinh lớn dễ đi nữa, xuồng ghe gì cũng dễ. Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã Phong Phú cũng luôn quan tâm chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo. Với nhiều giải pháp, biện pháp, thông qua các chương trình dự án của chính phủ, của tỉnh và các ban ngành đoàn thể các cấp, đã đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi sản xuất cho các hộ nghèo ở địa phương. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng được quan tâm, với trên 93% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Từ đó góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là trên 42 triệu đồng một người trong năm.
và trong năm 2019 này ước đạt trên 45 triệu đồng một người trong năm. Đối với xã Phong Phú mà trước khi mà chưa được cái tức là công nhận xã nông thôn mới thì xã thì khó khăn, cái đầu tiên là cái xã vật chất, cái hạ tầng á, tức là đường xá thì nó chưa đảm bảo. Cái thứ hai điều kiện của người dân tức là thu nhập và giải quyết việc làm đó, người dân thì chưa có cái hiểu rõ tức là học nghề. Thứ ba là cái hệ thống thủy lợi, tức là trước thì người dân mình là sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tự túc, tức là không có tập trung vì một cái đầu mối, tức là làm cái tức là làm đồng loạt á. Từ khi phát động cái phong trào nông thôn mới, cái đặc biệt là có sự đầu tư của nhà nước, đặc biệt là quan tâm cái đường xá thì đường xá rất là thuận lợi để bà con vận chuyển cái hàng hóa. Trong xây dựng nông thôn mới ở xã Phong Phú nó có cái nổi bật của nhân dân, đặc biệt là tham gia cái xây dựng cái đường điện nông thôn theo các hương lộ, tức là 29, 51, 19 và đặc biệt là quốc lộ 54, thì đó là sự đóng góp của người dân để mà thực hiện cái đảm bảo cái xanh, sáng xanh sạch đẹp với cảnh quan môi trường, cũng như trồng bông, trồng hoa theo các tuyến lộ thì cũng có cái bông hoa rất là đẹp. Để thực hiện tốt cái vai trò, trong đó mặt trận tham gia cái xây dựng nông thôn mới cũng như các ngành đoàn thể, thì mặt trận xác định đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy cũng như kế hoạch của ủy ban, trong đó cái ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thì mặt trận với ngành đoàn thể cũng phát động cái phong trào. Đối với mặt trận thì tham gia vận động, phối hợp với, đặc biệt là phối hợp người uy tín tuyên truyền cái các tiêu chí nội dung, tức là 8 nội dung gia đình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó các ngành đoàn thể thì đối với cựu chiến binh thì cũng phát động phong trào là cựu chiến binh cái mô hình tức là câu lạc bộ bảo vệ môi trường, còn hội phụ nữ thì thực hiện cái 503 sạch, để mà bên cạnh đó thì phụ nữ còn giới thiệu cái công việc làm đối với để sống đói giảm nghèo đối với phụ nữ. Bên đối với hội nông dân thì tham gia phong trào tức là câu lạc bộ tức là ba tốt của nông dân. Còn xã Châu Điền là một xã có đông đồng bào Khmer với tỷ lệ trên 78%, cũng mới vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua hơn 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Châu Điền đã thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đã huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, được trên 107 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương. Song song đó, đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã Châu Điền cũng đã triển khai vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác với nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Từ đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trong năm 2019 ước đạt trên 45 triệu đồng một người trong năm. Đến thăm mô hình nuôi ếch do anh Thạch U Sa ở hấp ô Tương B, xã Châu Điền mới thấy được sự nhạy bén của thế hệ trẻ trong việc xác định lựa chọn con đường khởi nghiệp của mình trong phát triển kinh tế gia đình. Bước đầu, anh đầu tư nuôi khoảng 30.000 con ếch thịt bằng bể xi măng. Và lợi nhuận từ việc nuôi ếch thương phẩm đã giúp cho gia đình anh có thêm thu nhập khá hơn. Thấy được hiệu quả từ mô hình nuôi ếch thương phẩm, anh Thạch U Sa đã vận động và thành lập tổ hợp tác thanh niên nuôi ếch Thừa Thắng với 3 thành viên do anh làm tổ trưởng. Sau khi thành lập tổ hợp tác, đã được tỉnh đoàn Trà Vinh hỗ trợ cho vay vốn khởi nghiệp với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, tổ hợp tác nuôi ếch Thừa Thắng có 20 bể xi măng với diện tích mỗi bể có diện tích từ 5 đến 15 mét vuông để phục vụ cho việc nuôi ếch thương phẩm. Sau thời gian từ 2 đến 3 tháng thả nuôi là ếch cho thu hoạch. Nếu theo giá thị trường, dao động từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư chăn nuôi, thì lợi nhuận từ nuôi ếch thương phẩm mang lại khoảng 40 triệu đồng một đợt. Nuôi ếch thì dễ nuôi, khâu chăm sóc thì dễ. Thời gian thu hoạch ngắn, từ 2 đến 3 tháng mình có thể thu hoạch được. Còn diện tích nuôi mình cũng không rộng lớn, không rộng lắm, khoảng từ 5 đến 10 mét vuông là có thể nuôi được. Về phía xã đoàn cũng như là hội liên hiệp thanh niên xã thì nhận thấy cái mô hình này nó cũng là mang lại hiệu quả kinh tế là tương đối cao, dễ nuôi. Nó có một số ưu điểm như là vốn đầu tư thấp, công chăm sóc cũng ít. Thì xã đoàn và hội liên hiệp thanh niên xã thấy mô hình này cũng hiệu quả nên
đang là nhân rộng ở trong thanh niên toàn xã, tại vì thanh niên trong xã hiện giờ thiếu việc làm cũng còn tỷ lệ tương đối cao. Nếu mà mô hình này mình nhân rộng được nhiều thì sẽ nếu kéo lại thanh niên ở tại địa phương lập nghiệp và phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Đây là một trong 29 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ở xã Châu Điền, hoạt động có hiệu quả, đã góp phần mang lại nguồn thu nhập khá ổn định, nâng cao đời sống kinh tế gia đình cho đoàn viên thanh niên ở nông thôn, đồng thời mở ra hướng đi mới trong hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là từ năm 2012 đến năm 2019, thông qua các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, ban ngành đoàn thể và mặt trận tổ quốc các cấp, trong việc tạo việc làm, sau đó giảm nghèo cho các hộ viên, đoàn thể, đã giúp cho trên 900 hộ được thoát nghèo bền vững. Thì trước đây thì ngay chỗ Châu Điền là phải nói là một cái xã là đặc biệt khó khăn. Cái tỷ lệ mà nhà tạm, nhà dột nát là chiếm cái tỷ lệ là 24,4%. Và cái tỷ lệ hộ nghèo là chiếm 33,1%. Còn cái thu nhập bình quân đầu người rất là thấp. Từ khi mà thực hiện cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới thì được sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, thì ngay chỗ thực trực đảng ủy cũng như là ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các cái ngành để mà thực hiện các công trình phần việc, trong đó có cái mặt trận tổ quốc cũng như là các cái đoàn thể. Thì phải nói trong thời gian vừa qua để mà đi đến cái đích về nông thôn mới như ngày nay thì vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phát huy phải nói là rất là tích cực và cũng rất là tốt. Đặc biệt như ngay chỗ mặt trận tổ quốc thì ngành này phát huy rất là tốt đối với cái vai trò của ban quản trị các chùa cũng như là cái vai trò của người có uy tín trong cái công tác tuyên truyền đến đồng bào Phật tử và người dân trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Đối với các ngành đoàn thể thì các ngành cũng thông qua các cái câu lạc bộ môi trường, ví dụ như là câu lạc bộ môi trường thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên, rồi câu lạc bộ tự phụ nữ tự quản thu gom rác của phụ nữ, câu lạc bộ môi trường của cựu chiến binh, câu lạc bộ chung sức xây dựng nông thôn mới của hội nông dân xã, thì đã kết hợp các cái câu lạc bộ này lại với nhau để mà thực hiện các cái tiêu chí, đó là về cái tiêu chí môi trường. Còn đối với các cái tiêu chí về nhà ở cũng như là thu nhập thì các hội cũng phát huy rất là tốt cái vai trò của mình, đã phối hợp với các cái ngân hàng, các cái dự án để mà giải ngân các cái nguồn vốn để cho hội viên cũng là người dân tham gia vay vốn để mà phát triển sản xuất, tăng thu nhập, để từ đó mà các cái thực hiện các cái công trình phần việc, trong đó cái mức sống và cái thu nhập của người dân đã ngày được nâng lên. Thì qua cái phong trào như thế thì cái phải nói là cái vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể qua các phong trào đã từng bước được nâng lên, phát huy càng tốt, rất là tốt cái vai trò của mình trong cái tham gia xây dựng nông thôn mới. Thì hướng tới ngay chỗ đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể thông qua các cái phong trào của ngành mình để mà nâng chất các cái tiêu chí nông thôn mới khi mà xã Châu Điền đã đạt về đích. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Cầu Kè đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã còn lại cũng đạt 19 trên 19 tiêu chí. Đạt được những kết quả đó là có sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đã cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Cầu Kè đã và khẳng định vai trò tích cực của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã phát huy nội lực khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân để tiếp tục phấn đấu hoàn thành 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và tiến tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Chuyên đề Đại đoàn kết của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.